Chúng ta học bài luyện tập 164. Bài 1 tính. (12/17) chia 6 sẽ bằng 12/17. 6 chính là 6/1. Vậy nó sẽ nhân với 1/6. Và sẽ bằng 12 ta viết là 10 là 6 nhân 2 đi. Rồi nhân với 1 bên này. Tử sẽ là 17 nhân 6. À, mẫu sẽ là 17 nhân 6. Ta thấy 66 ở đây, đúng không? Giải nước đi. 2 nhân bằng 2. Rồi mẫu là 17 bằng 2/17. Sẽ bằng 16 chính là 16/1. Nó sẽ bằng 16/1 nhân với lại 11/8. Sẽ bằng tử là 16 nhân với 11/8. 16 ta sẽ viết bằng 6, 8 nhân 2. Để ta giản ước với 8 ở dưới mẫu đi. Nhân với 11/8 mà sẽ bằng 88, ta còn 2 nhân 11 bằng 22. 22/11 chính là 22/1 chính là 22, dưới mẫu còn 1. 22/1 chính là bằng 22. Tiếp theo. 9 chia 3/5 nhân 4/15 sẽ bằng 9 chia 3/5 sẽ bằng 9 nhân với lại 5/3. Sau đó nhân với 4/5, 4/15 sẽ bằng tử là 9 nhân 5 nhân 4, mẫu là 3 nhân 15. Ta sẽ viết dưới mẫu có 3, ta sẽ viết 9 thành 3 nhân 3. Nhân 5 nhân 4. Dưới mẫu có 15. Trên tử có 5, ta viết 15 thành 5 nhân 3 để ta giản ước với 5 thế này. Dưới mẫu là 3. 15 ta viết bằng 5 nhân 3. Vậy ta có tử là 3, mẫu là 3, tử là 3, mẫu là 3. Tử là 5, mẫu là 5. Nó bằng 4/1, chính là bằng 4. Ý B. 72 chia 45. Số 3. 1 lần. Một năm là 5, 12 chia 5 bằng 7, viết 7 nhân 1. 1 năm, 1 4 là 4, thêm 1 là 5. 6, 1 là 5, 7 chia 5 bằng 2. Đấy, nó phải thêm 0, 270 chia 45. 6, 6 5 30, 30 chia 30 bằng 0, viết 0 nhân 3. 64 24 thêm 3 là 27, 27 chia 27 bằng 0, bằng 1/6. (15/50) được 0. Đấy, giờ phải thêm 0 vào chia tiếp. Được 3. 30 là 0. 3 5 15. 150 trừ 150 bằng 0 bằng 0.3. Tiếp theo. 281.6 chia 8. Tôi lấy 28 chia 8. Được 3. 38 24, 28 chia 24 được 4, hạ 1. 41 chia 8 được 5. 58 40, 41 chia 40 được 1. Hết phần thập phân. Hết phần nguyên, ta đánh dấu phẩy, hạ phần thập phân là 6. 16 chia 8 được 2. 28 16 16 chia 16 bằng 0, bằng 35.2. Tiếp theo. 1 912.
1,8 chia 28. Tôi lấy 91 chia 2, 8 được 3. 38, 24. 31 trừ đi 24 được 7. 7 nhớ 3. 32 là 6, thêm 3 là 9, 99 bằng 0. Hạ 2. 72 chia 28 được 2. 28 16. 22 trừ 16 được 6, với 6 nhớ 2. 4 x 2 à, 2 x 2 là 4, thêm 2 là 6, 7 trừ 6 được 1. Đánh dấu phẩy, hạ 8. 168 chia 28. 6. 68 48, 48 trừ 48 bằng 0, 0 nhớ 4. 62 12 thêm 4 là 16, 16 trừ 16 bằng 0. Bằng 32,6. Theo 300,72 chia 52 là 53,7. Số chia có một chữ số phần tử phân, ta bỏ đi và ta lùi dấu phẩy sang đây một chữ số. Ta lấy 3.007 chia cho 537. Được 5 lần. 5 x 7 35. 37 trừ 35 được 2. Viết 2 nhớ 3. 5 x 3 15. Thêm 3 là 18. 20 trừ 18 được 2. Viết 2 nhớ 2. 5 x 5 25 thêm 2 là 27. 30 trừ 27 được 3. Hạ 2. 6 5 30. Vậy 32 trừ 5 chia 5 được 6 lần. 6 7 42, 42 trừ 42 bằng 0, 0 nhớ 4. 6 3 18 thêm 4 là 22. 22 trừ 22 bằng 0, với 0 nhớ 2. 6 5 30 thêm 2 là 32. 32 trừ 32 bằng 0. Vậy nó bằng 56. Tiếp theo 0,162 chia 0,36. Số chia có hai chữ số phần tử phân, bỏ đi. Ta lùi hai chữ số sang hai chữ số đây, đúng không? Bằng 16,2 chia 36. Ta lấy 16 phần nguyên chia trước, lấy 16 chia 32 được 0. Lấy dấu phẩy, đúng không? 0 nhân này bằng 0, 16 trừ 10, 0 vẫn bằng 16. Hạ 2. Xong rồi chia 36. Được 53, 15. Không được. 53, 15. 4. 4 lần. 46, 24. 32 trừ đi 24 được 8, với 8 nhớ, nhớ 3. 4 x 3 bằng 12, thêm 3 là 15. 16, 15 được 1. Thêm 0. Được 5. 56, 30, 30 trừ 30 bằng 0. 53, 15 thêm 3 với 0 nhớ 3 nhé, bằng 30 với 0 nhớ 3. 53 15 thêm 3 là 18. 18 trừ 18 bằng 0. 0,45. Bài 3.
tính nhầm. Ta có phép tính đầu tiên. Phải 5 chia 0,1. Khi ta chia nhân chia một số cho 0,1 thì ta sẽ thêm vào bên phải cho đó một dấu 0. Đối với số thập phân thì ta nhân với 0 chia 0,1 thì ta sẽ lùi dấu phẩy sang bên phải một số 0. Vậy là một chữ số, vậy nó sẽ bằng 35. Chia cho 0,01 thì ta cũng lùi dấu phẩy sang bên phải hai chữ số. Vậy nó sẽ bằng 720. Chia cho 0,01 chính là nhân với 100. Vậy ta sẽ lùi dấu phẩy sang phải hai chữ số, sẽ bằng 840. Chia cho 0,1, lùi dấu phẩy sang bên phải một chữ số, nó sẽ bằng 62. Chín phẩy bốn chia 0,1. Nó sẽ bằng 94. 5,5 chia 0,1 0,01 sẽ là nhân với 100, sẽ là 550. Ý B. Chia 0,5 một số cho 0,5. Ta chỉ việc lấy số đó nhân với 2. Vậy 12 chia 0,5 chính là 12 nhân 2, đúng không? Bằng 24. Mười một chia 0,25. Khi ta chia một số cho 0,25 thì ta chỉ việc nhân số đó với 4. Vậy ta lấy 0,25 nhân 4. Bốn năm hai mươi với không nhân hai, 42 là 8, thêm 2 là 10, với không nhân 1, với không là 0 thêm 1 là 1. Bằng 1. Ố, 11 nhưng không phải 25 à? Không phải, không phải, 11 nhưng không phải 25. Ta phải nhân 11 với 4. 11 nhân 14 sẽ bằng 44. 20 chia 0,25 sẽ bằng 20 nhân 4 sẽ bằng 80. 24 chia 0,5 chia 0,5 thì ta chỉ việc nhân số đó với 2 sẽ bằng 24 nhân 2 sẽ bằng 48. 3/7 chia 0,5 sẽ bằng 3/7 nhân 2. Sẽ bằng 3 nhân 2 trên 7 bằng 6/7. Ý cuối cùng, 15 chia 0,25 chính là bằng 15 nhân 4. 15 nhân 4 bằng 60. Bài 3. Viết kết quả phép chia dưới dạng phân số và số thập phân theo mẫu. Ý A, 3 chia 4 sẽ bằng 3/4. Đây là viết dưới dạng phân số đúng không? Và số thập phân, ta lại viết số thập phân này thành, ta lại chuyển phân số này thành số thập phân. 3/4 chính là 3 chia 4 sẽ bằng 0,75. Ta có cách khác là ta có thể lấy 3 chia 4 sẽ bằng 0,75, hoặc ta sẽ chuyển 3/4 này về làm phân số thập phân. Là phân số có mẫu số là 10, 100, 1000. Ta lấy 4 nhân với 20, 25 thành 100. Vậy ta nhân cả tử với mẫu với 25 thì tử 3 nhân 25 sẽ bằng 75. Mẫu là 4 nhân 25 sẽ bằng 100. 75 phần 100 sẽ bằng 0,75. Đấy, ta sẽ không phải chia nữa. Ở đây, ý B, ta sẽ làm ý B. Ý A là mẫu rồi. 7 chia 5
sẽ bằng 7 phần 5. Đấy, ta đưa về phân số đã nhé, đúng không? Sau đó ta đưa về số thập phân này. 7 phần 5 ta sẽ nhân cả tử với mẫu với 10, là với 2. Để mẫu là 10 thì ta sẽ nhân với 2, vậy ta sẽ nhân cả tử với 2. Thì mẫu ta nhân 5 với 2 là 10, 7 trên tử 7 nhân 2 là 14. Bằng 14 phần 10 thì chính là bằng 14 chia 10 bằng 1,4. Ta có thể bỏ qua bước trung gian đi. Ta làm ra nháp thôi, thì ta viết này thôi. Còn trong bài thì ta sẽ làm là 7 chia 5 bằng 7,5. Ta làm như mẫu luôn, ta không viết cái phần số thập phân vào đây nữa. Và sẽ bằng 1,4. Đấy. Tiếp theo, ý C. 1 chia 2 sẽ bằng phân số là 1/2. Bằng 1/2 chính là 1, chính là 0,5. Tất nhiên cả tử và mẫu với 5 thì ta có 5/10. 5/10 chính là 0,5. Ý D. 7 chia 4 bằng 7/4, và sẽ bằng, ta tính nhanh nhá, 7/4 nhân cả tử và mẫu với 25 thì 4 x 25 sẽ bằng 100. 7 x 25, 25 x 7, 75 35 với 5 nhớ 3, 72 14 thêm 3 là 17, bằng 175. 175 phần 100 chính là 75, 175 chia 100 sẽ bằng 1,75. Vậy là sẽ bằng 1,75. Nếu chúng ta không biết chuyển đổi ra như này thì chúng ta sẽ phải lấy 7 chia 4, đúng không? 7 chia 4 là 1, 1 4 là 4, 7 chia 4 là 3. 0. 30 chia 4 là 7, 14 28, 30 trừ đi 28 được 2. Thêm 0. 20 chia 4 là 5, 5 4 20, 20 trừ 20 bằng 0. Vậy nó bằng 1,75. Chia nó sẽ mất thời gian hơn. Tiếp theo là bài số 4. Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng. Một lớp học có 18 nữ và 12 nam. Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp? Muốn biết số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm số học sinh cả lớp, chúng ta phải biết số học sinh cả lớp đã. Trước tiên sẽ tính số học sinh cả lớp. Số học sinh cả lớp sẽ là 12, là 18. Nữ cộng 12 nam sẽ bằng 30 học sinh, đúng không? 30 học sinh. Cả lớp là 30 học sinh. Bây giờ, học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh nữ? À, học sinh cả lớp thì ta sẽ lấy số học sinh nam là 3, là học sinh nam đây là 12. Chia số học sinh nữ là 30. Và ta nhân với 100%. Ta lấy 12 chia 30. Được 0, thêm 0 ở đây. Được 4. 4 0 là 0, 4 3 12, 12 120 trừ 120 bằng 0. Sẽ bằng 0,4. 0,4 nhân 100. 0,4 nhân 100. Nó sẽ bằng 0,4 và thêm 2 0 nữa. Cứ phải sang đây, đúng không? Nó bằng 40. 40. Ký hiệu phần trăm đằng sau nữa là 40%. Vậy ta sẽ điền vào ý D chính là 40%. Ta khoanh vào ý D. Đây chính là tỷ số phần trăm của số học sinh nam so với sinh cả lớp. Muốn tìm tỷ số phần trăm của hai số, đúng không? Ta sẽ lấy hai số đó chia nhau rồi ta nhân với 100 và viết hiệu phần trăm vào đằng sau.